Xin chào các bạn, hy vọng các bạn vẫn nhớ tôi cùng với những video bổ ích mà tôi chia sẻ tới các bạn. Hôm nay, chủ đề tiếp theo của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, thì tôi muốn hỏi các bạn một câu đã nhé. Trong số các bạn, ai đã từng mắc nợ chưa? Câu hỏi nghe thật là buồn cười đúng không? Ai sống mà chả có đôi ba lần mắc nợ người này, người kia, khi thì vài trăm ngàn, khi thì vài triệu, khi thì lên tới cả chục triệu ấy chứ. Thế nhưng các bạn biết không, nợ cũng có chia ra làm nợ tư và nợ công đấy các bạn ạ. Nợ tư là gì? Quá dễ hiểu, nợ những người xung quanh, bạn bè, anh chị hay một cá nhân thì gọi là nợ tư. Thế còn nợ công là gì? Ok, nói đến đây thì hẳn các bạn cũng đoán ra chủ đề ngày hôm nay rồi đúng không nào? Đúng thế, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem nợ công là gì. Nợ công từ đâu mà có? Hãy cùng mình tìm hiểu luôn nhé! Như các bạn đã biết thì trong quá trình quản lý kinh tế xã hội, có những giai đoạn nhà nước cần huy động nguồn vốn từ các cá nhân tổ chức cả trong và ngoài nước. Các khoản vay này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có một khoản được gọi là nợ công. Vậy nợ công là gì? Có rất nhiều định nghĩa về nợ công, nhưng ở đây mình sẽ giải thích định nghĩa một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho các bạn nha. Ví dụ, bây giờ có một nước gọi là nước A. Nước này vừa mới chịu thiệt hại nặng nề của trận động đất. Cả người và tài sản đều thiếu hụt. Khi đó, ngân sách nhà nước không đủ để trưng dụng. Vì vậy, nước A phải đi vay thêm tiền về lo sửa chữa cơ cấu hạ tầng, phân phát lương thực hỗ trợ cho nhân dân. Nước A này có thể vay tiền từ các nhà đầu tư trong nước hoặc lựa chọn vay mượn nước ngoài qua nhiều hình thức khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu. Chính khoản nợ của nước A này được gọi là nợ công. Nói một cách dễ hiểu hơn, nợ công là khoản nợ của một đất nước đối với các nhà đầu tư hay với một quốc gia khác. Mục đích vay nợ để nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, xử lý tình trạng thâm hụt ngân sách của nước nhà để tài chính được cân bằng lại. Các bạn đã nhớ chưa nào? Có thể thấy nợ công xuất hiện từ nhu cầu chi tiêu của chính phủ quá lớn. Khi vượt quá mức ngân sách, chính phủ bắt buộc phải đi vay để bù đắp thâm hụt ngân sách này. Và tất nhiên, vì để trả được số nợ đó thì nhà nước sẽ phải tăng thuế lên. Khi nợ công càng nhiều thì mức thuế phải nộp càng cao đấy nhé. Ôi, nghe thật buồn đúng không? Thứ hai, chúng ta cùng bàn tới mục tiêu của việc huy động nợ công là gì? Ok, như các bạn thấy thì đâu ai muốn dính phải nợ nần đúng không nào? Dù là một cá nhân tổ chức hay một đất nước cũng vậy. Nhưng riêng với nợ công, động cơ của khoản vay này là sử dụng trong việc phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích chung. Đây là khoản vay được sử dụng cho mục đích chung của cả một quốc gia, chứ không riêng một cá nhân nào. Vì thế các khoản vay phải được sử dụng một cách hợp lý nhằm phục vụ cho việc cân bằng ngân sách phát triển kinh tế nước nhà. Cho nên, dù nhà nước có quyết định tăng thuế cao thì chúng ta cũng nên vui vẻ chấp hành, hỗ trợ đất nước trong quá trình trả nợ, thay vì phàn nàn kêu ca nhé. Tiếp theo, chúng ta không thể bỏ qua việc tìm hiểu về lợi ích to lớn mà nợ công mang lại. Và mình mong bạn cũng có thể hiểu được một điều, không phải nợ nào cũng là xấu đâu, như nợ công là một ví dụ. Lợi ích to lớn của nợ công là các khoản nợ công sẽ có sức ảnh hưởng nhất định làm gia tăng nguồn lực cho nhà nước. Lúc này, khi nguồn vốn được tăng cường thì nhà nước có điều kiện tốt hơn để phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư đồng bộ. Bên cạnh đó, nợ công cũng chính là hình thức huy động nguồn tài chính nhàn rỗi của nhân dân. Những khoản tiền nhàn rỗi này sẽ được sử dụng cho những mục đích chính đáng để đầu tư phát triển cho đất nước. Đặc biệt, đối với các khoản vay từ các tổ chức nước ngoài, nhà nước có thể tận dụng nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức quốc tế theo hình thức hợp tác kinh tế song phương hoặc đa phương. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, lợi ích đương nhiên cũng đi kèm cả những tác động tiêu cực không đáng có. Và một số tác động tiêu cực của nợ công chính là: thứ nhất, nhà nước sẽ gia tăng áp lực về trách nhiệm hoàn trả nợ công và nợ công có thể sẽ trở thành nợ xấu nếu như năng lực quản lý tài chính của đất nước đó yếu kém. Thứ hai, nếu như không quản lý chặt chẽ các nguồn vốn vay thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Thứ ba, nếu các khoản vay không được sử dụng hợp lý, đầu tư không đúng chỗ thì sẽ rất dễ gây ra tình trạng thâm hụt ngân sách, nợ chồng nợ.
Tổng kết lại, hôm nay mình và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu nợ công là gì, nợ công được dùng vào việc gì, cũng như lợi và hại xoay quanh nợ công. Bây giờ mình sẽ nhắc lại ngắn gọn một lần nữa cho các bạn dễ nhớ hơn nha. Nợ công là khoản vay được dùng cho mục đích chung của cả nước như phát triển kinh tế xã hội hay bù vào thiếu hụt ngân sách. Nợ công có thể làm gia tăng nguồn lực cho nhà nước, nhưng bên cạnh đó, nếu không được sử dụng hợp lý, đầu tư đúng chỗ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nợ chồng nợ. Video xin được khép lại tại đây. Nếu bạn thích video này, hãy like, share, để lại bình luận bên dưới cho mình nha. Và một điều nữa là đừng quên subscribe Tri Thức Quanh Ta để theo dõi nhiều video bổ ích hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.